con ruột thiều hưởng giống như nhau. Không bao giờ đảng với nhà nước mà người ta ra cái thai sinh mà làm chứng sanh tầm bậy nhau con. Người ta chứng sanh là phải có chứng cứ rõ ràng. Cái chú Vũ Linh này, nếu mà hồi trước đây mà chú sinh cháu Hồng Loan này, cô nói đây là cô nói thí dụ thôi nha, mà sinh cái cháu Hồng Loan này đó thì chú cũng phải làm tờ cam kết với là bên công an. Là ngày nay ngày mấy tháng mấy là tôi có sinh con nuôi đây, mà nếu sau này mà tôi không lo cho cháu này chu toàn đó là trách nhiệm tôi chịu, bởi vì nhà nước người ta buộc cháu phải có tài sản mới nuôi được em bé. Mà cháu Loan này nó đâu có ép chú Vũ Linh này, mà giờ nói người này họ nói không có thai sanh, người kêu có thai sanh, cháu yên tâm đi, nhà nước ta không cái điều bằng. Quan trọng nhất là đăng ca khẩu khẩu chỗ nào có là tên chị Hồng Loan và mấy đứa cháu ngoại đó là ok, còn ngoài ra con nuôi con được không quan trọng, không có quan trọng. Cô nói cho con nghe nè, ở xứ cô nè nha, là cái ông này ông không có con mà bả cũng không có con, hai người mới đi tập kết, đi tập kết rồi về mấy là cưới hỏi với nhau mà ở không có con, mới xin con nuôi. Con nuôi rồi đó ổng chết tài sản đó anh em không có ai được hưởng hết trơn, chỉ có con nuôi đó được hưởng thôi đó. Bây giờ tài sản này của người ta mà, chừng nào tài sản của ông nội bà nội của cháu Loan á là của cháu Loan phải chia, còn bây giờ đó là tài sản của chú Vũ Linh thì cô bảo đảm với con là tòa án viện kiểm sát nha là sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cháu Loan này, không bao giờ là đảng với nhà nước mà xử tầm bậy tầm bạ đâu, cô bảo đảm với tụi con luôn. Đáng với nhà nước người ta công bằng lắm, người ta không bao giờ xử ép ai mà cũng không bao giờ là xử là tầm bậy. Tôi nghĩ sao mà rồi cô hỏi con á, anh mình chết cái lên mộ cái rồi cúng cái con gà, cái nhét cái bông vô cái miệng cái rồi vài bữa sau lên nói con ơi con ấy không được con gà cúng lật nữa. Rồi con coi tao nói tao coi cho tới không giờ tao mới ngủ. Không tốt cho cái mấy người cúng, còn con Hồng Loan vẫn tốt, bởi như trời thật á người ta công bằng lắm cháu, công bằng như pháp luật như đảng với nhà nước và trời thật á, chứ người ta không bao giờ phụ lòng người ngay đâu cháu. Cô đến bà, từ đâu vậy cô? Cô tới từ Bến Tre con. Bến Tre nay lên đây đi công việc hay là đi sao luôn? Cô đi công việc rồi cô mới ghé đây, bởi vì cô muốn nói lên tiếng nói để đặng mà cho nó công bằng. Cô chia sẻ đi ha. Bởi vì cô nói cho con nghe, mình làm người ai cũng phải có sai có đúng, nhưng mà sai phải biết sửa. Còn cái này tham mà không biết sửa. Cô nói con suy nghĩ đúng không? Con người như vậy là quá kỳ cục, quá thiếu đạo đức. Cô á, cháu Hồng Loan này chưa khi nào mà nó cho cô ăn cái bánh hay là nó cho cô ăn tô hủ tiếu, chưa bao giờ có. Con hỏi nó thôi. Mà rồi đó, như tại thấy bức xúc quá cô mới nói, chứ không thôi cô không nói đâu. Bởi vì bức xúc là bức xúc như vậy nè, cái chú Vũ Linh này á, cống hiến cả một cuộc đời cho cha, cho mẹ, cho em, cho Út, cho cháu. Con có thấy không, cái Tết á, chị Hồng Loan á, lại với chồng nó lại á, là chúc Tết chú Vũ Linh á, thì nó lì xì cái bao chúc Tết. Còn cái con cháu đó quỳ lết vậy, con yêu cậu, con thương cậu, cái chờ lấy cái bao thơ. Rồi cô hỏi con như vậy, con người đó như vậy mà không có mắc cỡ với cái xã hội, mà cười tét à. Rồi chú Năm đó thì chú nói á, từ bảy á thì báo 2 phần, còn 6 nó báo 10 mấy phần. Cái rồi ngã ngửa vậy nói em gái mà có đứa em gái mà không thương sao được. Trời đất ơi, mặt mũi nào mà đi nói như vậy. Bởi cái chú Vũ Linh này, cô nói cho con nghe, chú Vũ Linh này chú cũng biết trước cái việc đã xảy ra như vậy, chú chết rồi sẽ xảy ra việc này, cho nên chú không cho ai nhập hộ khẩu vào hộ khẩu chú hết, chỉ có con với cháu của chú thôi. Nếu bây giờ mà chú nói ra sự thật thì chắc chú còn chết sớm hơn nữa. Con Hồng Loan cũng không được yên ổn với mấy người này đâu. Chú nói vậy con nghĩ phải không? Cho nên là chú cũng rất là bị như chú nhiều cái tuồng hát, mà con nghe nhiều cái tuồng hát đó là con gì tên
con cháu nhỏ chị Hồng Loan này đó, cô nói cho con nghe, cô thương nó là gì á, là nó nghe nó không, nó đã mất mẹ hồi còn nhỏ, mà chú Vũ Linh á với bà nội với má Tư gì đó mà xin về nuôi vậy đó. Mà không biết á, cô nói con nghe nó có nhiều cái trường hợp này, cũng như chú Vũ Linh này hồi xưa chú nổi tiếng quá, không biết con gái nào có yêu thương chú không, cho nên hai người mới cao với nhau, cho nên mới có cháu Hồng Loan mà vì danh tiếng quá bên kia cũng phải chịu thiệt thòi mà không hay đâu. Người ta kính tiếng cô, người ta không nói đúng đâu. Rồi con, cho nên đó lẽ ra đó mà cái cô Sáu đó với cái chú Bảy đó, đó mà cái chú Bảy đó lại là bôi bác cháu Loan này nhiều hơn. Mà nghĩ sao con mình ở nhà người ta, con mình ở nhà người ta mà mình đi bôi bác ta là người ta như vậy, rồi mặt mũi nào mình nhìn ai, mặt mũi nào mình nhìn ai, mình hiểu biết cái chỗ nào mà mình á nghĩ sao mà mình bằng cả đời mà nhà cửa đất đai không có, mà rồi á là cũng không nuôi con nuôi gì hết, mà cũng không có cái nhà ở, rồi lên nói cầm ruồng cầm lắng không đâu đứng đâu hết trơn. Mà vậy mà cộng đồng mạng cứ nói gì, nói mẹ nó ngay cái chỗ là mày nói bậy, mày không có đạo đức, anh mày chết mày để cho nó yên giùm tao cái, tao mang ơn mày dữ lắm á. Cô có nghĩ là vụ chuyện này cô Sáu sẽ thắng không cô? Cô nói nếu mà cô Sáu thắng, con cổ cái quần con mang bận con quýnh đầu cô, cô bảo đảm với con 100% luôn. Yeah. Còn nếu cháu Loan đó là cô bảo đảm với con á, đảng hen, cô nói đây là có thể có lọt tới tay đảng nhà nước diễn sát tỏa, là bảo đảm với con là cháu Hồng Loan này nó thắng 100% không bao giờ thua được, bởi vì tài sản này của cha nó để cho nó mà. Cô nói con nghĩ phải không? Bây giờ cô gặp chị Loan chưa? Thì cháu Loan mãi nó trong nhà. Yeah. Có tâm sự với chị Loan gì không cô? Cô á, là cô không có chuyện nói nhiều với cháu nó, nhiều khi á, nó hiểu lầm nghe nó cô thân độc mã rồi vô nói này nói kia, cô không chịu vậy. Cô hồi xưa tới giờ cô ăn ngay nói thẳng hả con? Cô ở Bến Tre hả con? Cô ở Bến Tre, ở quê hương đồng khởi á con. Dạ, ở Bến Tre ha. Cô nói thiệt với con á, cô ở nhà một mình á, tới 0 giờ cô chưa ngủ đó, mở mà coi chú Linh chú hát ra mà nghe nó xúc động quá. Cũng như có một đứa con mà không bảo vệ được con mình á, mà ngày nay á, để cho em ruột mình á, là dài khé con mình như vậy á. Mà bây giờ đó con thấy cái như cái tên nền mộ đó hiện lên, có người dắt cái đứa nít đó, rồi không biết con lúc đó con có nữa không, cô có coi cái đó nữa đó. Rồi cái cô coi mà lại đằng Hoa Duyên nè, Hoa Duyên lẽ ra phải thua Hoa Duyên mới có đúng. Thua Hoa Duyên là vì cái chỗ á, tại sao mà hồi ký hợp đồng đó không hỏi coi con ruột của Vũ Linh ở đâu mà đưa cho cái con đó ký hợp đồng, rồi á con Hồng Loan á lại đó ngồi qua kia ngó qua này, còn ta ngồi đây ta nói chuyện đưa đưa cười cười giỡn giỡn thì tức nói chết không.